chào cô chú. Say hi everybody đó. Sao chào cô chú? Chào cô chú. Chào cô chú. chào cô chú. Thì tá Việt Nam nha. Yeah. Chẳng hai everybody. Ha, mời nghe tha la nghe ra con. Mời ta gì vô tới. Mời xíu. À, cháu thì xin mời vô các cô, các anh chị, các bạn, các em, các cháu. Em mến chào các anh chị và các bạn, các em, các cháu và cô chú có một ngày mới vui vẻ nha. Con gái nha, em với em đến tiệm các cô. Trời nghe ha, không sao nghe chứ. Con nó ngồi chặt pin là con chặt chặt kha sao đó, còn đó là mới đó ôm sĩ có đang chỉ không kìa. Rồi ký rồi, rồi má ký rồi. Hát rồi. Cô kha tôi chứ. Ồ, cà nắng cái trái một kìa. Ừ, lúc kia không? Ê, tí rồi con, mất ra díp nàng, tròn nàng. Cô đó xin hai xin chào cô chú nhé. Chào cô chú. Say hi everybody đó. Sao chào cô chú. Chào cô chú. Chào cô chú. Cháu chào cô chú. Thì tá Việt Nam nha. Yeah. Chẳng hai everybody. Ha, mời nghe tha la nghe ra con. Mời ta gì vô tới. Mời xíu. À, cháu thì xin mời vô các cô, các anh chị, các bạn, các em, các cháu. Hi everybody. Hồ chi nghĩa cho con. Ồ sao hồ nghĩa nè. Ồ cái đồ con. Má hén ngồi quá. Má hén nào sai hồ chỉ nghĩa nè. Ồ vào này. Nghe cho. Yeah, okay. Oh, thank you. You nice. Yeah. Yeah. Phở ngon. Ừ, phở. 11.99 ha ha mới chứ cài. Nai khắp. À, xích khắp hả? Nai. Wow, trời. Phở Việt Nam. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trứng hôm nay 19.99 xuống 4 đồng 40 sen. Sao mới phép vậy? To đi hả con? Bút à, bút gói luôn à, rẻ. Không có là thêm 99 nè con. Chí mò hả? Thêm 99. Mì chí ngon. Mì mới ngon. Phao mà 5 đồng 79 rẻ quá vậy. Wow, xem chiếc rẻ. Đồ mãi hòa hẹn chị Bò Phan. Ba đồng 99, còn cái nấm đỏ thì 4 đồng 99. Wow, ngon. Cùi ngon con. Wow, 599 won. Hơi cùa sở. Hơi thế. Mà sao? Chứ sở nó là sở mốt. Ừ, ngon chứ ha. Cáo tùa luôn á con. Số tùa. Cảm ơn con. Cảm ơn. Là chi? Là chi khàng rồi má nè con. Là chi? Má chi ơi. Wow. Ngon, có thể rồi con. Ngon. Thấy rồi. Y smooth á, y cưng cưng á con nè. Đó, y cưng cưng nghe rất là ngon. Hả? Đây con.
Cái là lãi nữa. Mà chờ kia quên nữa. Okay. Tên là 1199 xí. Nó gọi là thác kia. Ngon. Cho bánh khọt rồi nước mẹ ăn bệ. Sơ em mà dọn chứ rồi con. Bò thể hề không á ị. Hâu đó là hề hâu đó là mắc bỏ thôi. Hâu đó là ta xích nai tế hả? Xích nai tế. Xích xích nai nai tụi ông xích nai nai. Khắc theo lắm. Ok, ok. Nè. Kiếm rồi, kiếm rồi. Thôi con, vô. Bánh tánh thì ngon. Nó không bánh tánh. Rồi.
nhà cửa lấy bị xếp xếp nữa. Ai nói vậy? Mỹ này phải làm gì đó, đẩy xe một lần rất là nhiều luôn. Mua món quê hương này. Việt Nam phở súp chắc bò cái bát hệ đó con. Cho một cái bát hả? Tôm này ngon lắm, mình mua về cái mình rửa muối là mình làm ví dụ bánh bầu hả, bánh bánh bột, bánh mặn đâu đó, bánh khọt đồ rồi. Quay hết rồi con, quay hết. Chị mới ngon, chiếc cày ngon nè, chiếc cày tù tù luôn. Chiếc cày nó mệt bánh khọt ngon nè con. Chiếc mệt bánh khọt xuống ngon. Chị má năng mệt bánh khọt lắm, má bởi chiếc cày bánh khọt ngon. Cua nha, chá bọt cái cày bát sò lắm. Thang á, nó sò với bò khử. Chị ọ về thấy đó con bắt con đi khử ơi, phụ bà ngon à. Chị cua á. Mình thánh chi vừa xài nữa to thấy vừa ngon. Má chữ súp á hề là chị. I like it. Xem mấy, mình thánh á. Em chúc các anh chị, các bạn, các em, các cháu và cô chú có thật là nhiều sức khỏe và thật là nhiều niềm vui nha. Video cũng hơi dài rồi, em
sẽ gặp lại với video tiếp theo. Gặp lại cả nhà nha. Chúc cả nhà thân yêu được vui khỏe và thật là nhiều niềm vui nha. Cô Tâm bye bye con. Bye bye, đi ba đi. Cháu xin chào cả nhà. Bye bye cả nhà, hẹn gặp lại video tiếp theo. Thank you my friend Janice, everybody. Thank you, bye bye, see you next time. Bye bye cả nhà. Đẹp quá. Quái khỏe không? Có, tại vì là